Xin chào cô chú đến với kênh Bonsai Mini TNCT. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây đinh sam hạt gạo. Thì những cây này vườn đã trồng gần 2 năm. Nói chung là cây đang phát triển một cái bộ phân tàn rất là ok, rất là đẹp ha. Thì những cây này về cô chú mình cắt tỉa và nuôi dưỡng đồ lại cô chú mình lên chậu sẽ rất là đẹp. Thì những cây này cái gốc hoành thân của nó khoảng chừng ngón tay cái đến ngón chân cái, nói chung là đa số cỡ ngón chân cái người lớn là nhiều nha cô chú, cái gốc đó nha, còn cái thân thì bự hơn ngón tay cái người lớn. Thì những cây này phơm tàn của nó rất là ok, thì giá vườn con hiện tại đang bán là 160 ngàn một cây bao ship. Thì cây bình thường đẹp là 160 bao ship ha, cô chú mình muốn cây nó đẹp hơn, nó bự hơn, nó bự cỡ ngón giò cái thân nó cỡ ngón giò cái, hoặc là cái bộ phơm tàn nó đẹp hơn, thì cô chú mình có thể nhắn tin riêng. Còn 160 ngàn một cây là cơ bản đẹp, xanh tươi đó. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển là cây đinh sam hạt gạo chắc chắn vàng lá nha cô chú, và giá 160 là bao ship rồi ha. Rồi còn đây là đinh sam hạt gạo loại mini nha cô chú anh chị. Thì dạng này chiều cao nó tầm khoảng chừng 15-17 cm trở lại thôi, và gốc của nó cỡ chừng ngón tay cái ngón tay trỏ, tùy theo cây, có cây bự hơn. Thì loại hạt gạo này vườn con đang giao lưu với giá là 235.000 bao ship ha. Đó, cô chú mình có muốn mua loại hạt gạo mini về ghép tiểu cảnh làm bonsai nhỏ để bàn thì alo vườn con. Những cây này là đa số được cắt cục lại và nuôi chi tàn nó ra rất là đẹp rồi nha cô chú, rất là ok ha. Đó. Rồi tiếp theo là linh sam 86, thì nó cũng tương tự như thằng hạt gạo, trồng một cái phôi rất là to xong rồi cắt cục lại nuôi dưỡng cái bộ phơm tàn nó tròn trịa ok. Về cô chú mình ghép tiểu cảnh, ghép hòn non bộ hoặc là ép chậu làm bonsai mini là quá đỉnh luôn nha cô chú. Thì những cây này vườn con đang giao lưu với giá là 175.000 một cây, vườn con bao ship. Nếu như cô chú mình lấy 2 cây là giá 300.000, vườn con bao ship luôn ha, giá rất là mềm luôn. Cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con nha. Còn đây là lô linh sam 86, thì vườn con vô dây nuôi tai tròn tròn như vậy đó. Thì hiện tại vườn đang giao lưu với giá là từ 160.000 một cây cho đến là 300.000 tùy theo cây nha cô chú. Đó, như 2 chậu đầu tiên cô chú mình là C9, nó là 300.000 cây. Còn mấy chậu C8 này thì 240.000 một cây. Đó, giá nó mềm hơn ha. Còn những cây linh sam song hinh vườn con cũng vô dây rồi. Thì những cây này vườn đang giao lưu với giá là 280.000 một cây. Loại rễ quái như vậy đó nha cô chú. Nó 280 là đã bao ship rồi nha. Còn nếu như cô chú mình lấy 2 cây là 500.000, vườn con bao ship. Tiền ship không hết 55.000, 2 cái thùng là hết 50.000 nữa rồi. Tính ra còn có 200 một cây thôi mà nuôi 4-5 năm nha cô chú. Xin mến chào cô chú nha. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây linh sam hoa trắng tím nha cô chú anh chị. Linh sam hoa trắng tím này vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 29.000 một cây, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Đó, linh sam hoa trắng tím 29.000 cây. Cây thì thân cỡ chừng ngón tay út và chiều cao tầm khoảng chừng 5-60 cm. Đó, linh sam hoa trắng tím. Còn ở bên đây vườn con, vườn có gì con có linh sam hồng phấn. Linh sam hồng phấn này thì cây đang phát triển rất là tốt, cây cũng cao lắm nhưng mà cắt cục lại á để làm bonsai mini thì hiện tại đang giao lưu với giá là 24.000 cây. Đó, cô chú mình có muốn mua thì alo vườn con nha. Rồi cảm ơn cô chú đã xem. Thì hôm nay vườn con lên cái clip linh sam tím than nha cô chú anh chị. Nè, cái bông tím than của nó nè, nắng quá nó héo rồi. Thì linh sam tím than này vườn con cây nó bự nha cô chú anh chị. Thì cô chú mình xem thấy ok thì liên hệ vườn con nha. Cây chi tàn nó khá là bự nè, đó.
thân cỡ ngón út nha, nó chỉ tàn nhiều bự. Thì linh sam tím than này nó giá nó mắc hơn mấy cây kia nha cô chú anh chị. Nó mắc là lý do nó chiết nhánh cỡ chừng 3 tháng mấy 4 tháng nó mới có rễ, xong mà chồng nó còn heo nó cho nên nó mắc. Thì riêng cái loại tím than này là cái giống như thế này thôi mà nó giá nó hơi cao, là 85 ngàn một cây nha cô chú anh chị. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, linh sam tím than. Cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con. Cây khoảng chừng ngón tay út và chi tàn rất là nhiều. Đó, khoảng chừng ngón tay út và chi tàn rất nhiều. Thì trong quá trình vận chuyển thì những cây linh sam thì nó chắc chắn vàng lá nha cô chú anh chị, vàng nhiều hay vàng ít thôi. Cô chú mình có nhu cầu mua linh sam tím than thì alo vườn con nha, số điện thoại con để trên tiêu đề. Đó, cảm ơn cô chú mình đã xem ha. Vậy nha, thì hôm nay vườn con còn một ít vườn có bà chị còn một ít cây linh sam 86. Thì 86 dạng này thì thân của nó cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái tùy theo gốc, và những cây này được trồng rất là già rồi cô chú anh chị. Cây thì cô chú mình nhìn cái bộ rễ thì cô chú mình biết rồi ha. Rất là già. Đó. Thì những cây này chiều cao của nó tầm khoảng chừng 40 cm, 40 đến 50 cm một cây. Đó. Thì cây linh sam 86 này vườn hiện tại đang giao lưu với giá là 57.000 một cây ha. Cô chú mình có muốn mua thì alo vườn con. Số điện thoại con để trên tiêu đề ha. Linh sam 86 nha cô chú anh chị. Thì trên màn hình cô chú anh chị mình hiện tại đang thấy nè, đây là những cái cây phôi linh sam hồng phấn đó, hồng phấn cây phôi này khoảng chừng ngón chân cái người lớn nha cô chú anh chị, con có để ngón tay cái con vô cho cô chú mình tham khảo đó. Thì phôi hồng phấn này vườn con trồng ở trong chậu khá là lâu nó, cây hiện tại cắt cục lại và đang ra lá xanh tươi rất là đẹp. Đó. Phôi hồng phấn này á thì rễ bọng được của nó lên như thế này là quái thôi chứ cũng ok lắm chứ không xấu đâu nha cô chú. Và hiện tại phôi này vườn con đang giao lưu với giá là 130 ngàn một cây. Cô chú mình mua 2 cây là sẽ được bao ship nha. Đó, 130 ngàn cây, mua 2 cây là sẽ được bao ship. Cô chú mình có nhu cầu muốn mua thì alo vườn con ha. Số điện thoại con để trên tiêu đề. Đó, cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con. Còn đây là linh sam 86 phôi thì vườn đã vô dây đồ hết rồi nha cô chú. Cây là cái bộ phơm tàn hình tam giác cơ bản, thì vườn con hiện tại đang vô luôn với giá là 220.000 một cây, là bao phí vận chuyển cho cô chú mình luôn ha. Cô chú mình có mua loại linh sam 86 tàn hình tam giác tàn thông như thế này thì liên hệ vườn con nha. Cây rất là ok. Thì cây mới vô dây đang cho lá lại đó nha cô chú. Phôi me này hiện tại đang giao lưu với giá là 680 một cây, bao ship nha cô chú anh chị. Cây me thì nó cũng khá là lâu lớn, cái thứ hai nữa là quắn những cái rọng này phải nuôi một cái thời gian rất là lâu.
để cho được một cái cây như thế này, bứng vô chậu rồi còn cho nó sống lại rồi vô dây như thế này nữa nha cô chú. Khá là lâu cho một cuộc tình ha. Nó phôi me này hiện tại đang giao lưu với giá là 680 ngàn một phôi, bao ship luôn, thì cô chú mình có muốn mua thì liên hệ ha. Quấn quái khá là nhiều kiểu khác nhau, cô chú mình ưng cái cây nào thì cứ chụp màn hình lại. Nó 680 một cây, bao ship. Giá quá mềm luôn rồi. Rồi cô chú mình có muốn mua thì alo vườn con nha. Còn đây là những cây cần thăng mini, thì những cây cần thăng này vườn con đã quấn cụ đế quái xong rồi nó lớn lên vô dây thì quấn dây cơ bản. Thân của nó cỡ chừng cái vít bút mực xanh nha cô chú. Thì cụ đế khá là quái, thì những cây cần thăng này vườn con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây, 5 cây là bao ship nha. Còn những cây cần thăng loại phôi to mà vô dây như thế này thì vườn con hiện tại đang bán với giá là 300.000 một cây. Đó, 300.000 một cây phôi cần thăng bự vậy nha. Còn những cây nhỏ nhỏ này vườn con đang giao lưu với giá là 240.000. Đó, cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con, đa số là cây quái vô dây rồi. Khá là ok nha, về ghép tiểu cảnh là bao đỉnh luôn. Còn đây là những cây hồng ngọc mai, thì hồng ngọc mai này vườn con đang giao lưu với giá là 95.000 một cây. Thì cây là chi tàn đồ là được cắt gọn gàng, đang cho hoa. Nói chung là cây tuyển chọn rễ nơm khá đẹp. Thì những cây này vườn con đang giao lưu với giá 95.000, mua 2 cây là vườn con bao phí vận chuyển luôn ha. Đó, hoặc là cô chú mình có thể là mua mỗi loại một cây thì vườn con vẫn bao ship cho cô chú mình luôn. Đấy, giá rất là hợp lý nha cô chú. Về chỉ cần lên chậu là chơi thôi. Cây đã làm sẵn sàng hết rồi. Đó, ghép tiểu cảnh nữa là bao đỉnh. Đấy, hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Cây rễ nơm đồ quá là ok luôn. Còn trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây khế gân nha. Vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 200.000 một cây. Đó, khế gân khá là quái, 200.000 một cây bao ship nha. Cô chú mình thấy ưng thì alo vườn con, thì số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Mấy cây khế gân này thấy nó mini như vậy nhưng mà một số cây nó có bông luôn nha cô chú. Thì về cô chú mình chăm sóc nó đủ sức thì nó sẽ ra trái luôn đó nha. Nó có một số cây có bông luôn. Xin mến chào cô chú nha. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 7, thì hôm nay con lên clip con giao lưu cây kiểng này nha cô chú. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy nè, đây là những cây sam hương mà loại lá cam thạch lá rí á nha cô chú anh chị. Thì ban đầu thì cái lá của nó cũng bự chà bá vậy nè. Đó, nhưng mà cô chú mình cắt tỉa giết cái lá nó nhỏ lại á, nhỏ xíu luôn này không. Đó, thì cô chú mình không cắt tỉa thì nó sẽ ra lá bự lại nha. Cây sam hương mình trồng thì mình phải cắt tỉa thường xuyên. Đó, thì những cây sam hương này bên vườn có ba chị nhân giống xong rồi cắt tỉa thì cây cũng đang phát triển rất là ok, rất là đẹp. Đó, thì hiện tại những cây sam hương lá cẩm thạch này đang giao lưu với giá là 68.000 một cây nha cô chú anh chị. 68.000 một cây sam hương lá cẩm thạch như thế này, cắt tỉa đồ sẵn rồi, chi tàn đồ ra rất là nhiều. Đó, thì cô chú mình có muốn mua thì cứ alo vườn con nha. Số điện thoại con để trên tiêu đề. Rễ thì nó tương đối là ổn nha cô chú anh chị, tương đối ổn. Sam hương cẩm thạch nha. Nó cô chú mình ưng thì alo vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề ha.